Ở nhà con không có mạng à Xuân này? Dạ ở nhà em không có mạng à? Dạ có anh. Vừa đấy nhà nó ồn quá. Vậy thì khoảng 15-20 phút đi. Xong rồi lát nữa em đến nhà rồi 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 la nha. Nhắn inbox cho anh nhé. Dạ dạ dạ. Đang cà phê với ông chú á. Em tắt rồi. Anh Đạt nha. Về đây nhìn thấy gọi không? Nhìn thấy nó trơn tru. Hay nó đơn chứ rồi? Được. Thế phải lấy điện thoại rồi. Đưa mạng rồi. Trơn. Đâu? Có mười mấy người này, 19 người. Tin là mùi ơi, sao hiện lên màn hình hay vậy? Nghệ thuật rồi. Ôi, xin chào cả nhà nhá. Vừa test cái phần mềm này một chút. 25. Thì là mùi. Và bilive.tv nha em nhá. Bilip hay là bilive gì đó.tv. Xin chào Như Ngọc. Chào anh Đạt. Xin chào hello nhỏ Hoài nhá. Oanh Nguyễn. Em ơi like điện thoại đi cho màn hình to. Mọi người nhìn thấy ở trên cái màn hình của các bạn là màn hình của mình to hay là màn hình nhỏ vậy các bạn ơi? À chết, quên không ghi là chia sẻ được nhận quà rồi. Chia sẻ được tặng quà nhé các bạn nhé. Ai đang làm kinh doanh spa thì sẽ được nhận quà. Lần này sẽ là thực tế hơn, đó là thực tế hơn, đó sẽ là được tư vấn trực tiếp giải quyết vấn đề của spa của bạn, giúp bạn giải quyết vấn đề ra tiền. Nhỏ à? Nhỏ em ơi. Mọi người nói nhỏ. Em ơi, xem giúp anh cái trên điện thoại của anh nó to hay nó nhỏ. Cái live stream của anh ấy. Cho mượn cái máy đấy với. Máy đấy để mình, anh chuẩn bị ấy, chuyển qua điện thoại bây giờ. Nhỏ xíu như này thì mọi người comment nhỏ này. Chi Đào Khánh Chi to lắm, đâu anh xem nào, to không? Đâu anh xem, lại đây, giúp sạc ra. Mắt kém không nhìn thấy đâu. Mắt kém. Chú thấy là kém. Hình của anh to, hình của anh bé, hình bé. Hình bé là bé. Đây rồi. Vào hết lại chị. Mấy thanh niên kia giữ im lặng nha.
Hello chị Nguyễn Hoàng. Nhà mình là chia sẻ livestream đi, ở cái phần cuối buổi mình sẽ mời một một người bạn của mình đang kinh doanh thực tế, đang kinh doanh spa và đang khá là thành công. Bốn cơ sở, mỗi cơ sở đang trung bình từ 1 tỷ trở lên. Khoảng tầm 20 phút nữa thì mình sẽ mời người bạn đó vào đây để chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm thực tế nhé. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này đi, chứ ít người là bạn ấy không không tham gia đâu. 30 người rồi. Các bạn ơi, mỗi người chia sẻ một lần thôi. Để lên 50 người thì mình sẽ mời người bạn của mình tham gia nhé. Xin chào Nhàn Phạm này, Tiểu Yến Hoa, em là để yêu này, Huyền Hoàng Phong Thu. Chào như này là mỏi bố lắm. Livestream tối nay thì mình sẽ chia sẻ, mình và người bạn của Nam sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm làm thế nào để một cái spa nhỏ có thể là kinh doanh tốt hơn, hay còn thực tế hơn đó là làm ăn tốt hơn. Chúng ta sẽ yên tâm hơn rất là nhiều khi mà chúng ta biết được những cái kinh nghiệm như thế này. Còn bình thường các bạn đang làm, tự làm một mình, các bạn đang có thể nếu các bạn đã thành công rồi, các bạn đông khách rồi thì mình không nói. Nhưng nếu các bạn đã mở được khoảng tầm từ 6 tháng trở lên rồi mà vẫn chưa có nhiều khách hàng, doanh số chưa cao, có doanh số mà chúng ta bù chi phí đi là cũng không dư giả ra được nhiều, thì chúng ta đang rất là hoang mang, không biết là ngày mai chúng ta sẽ kinh doanh như thế nào đây. Rồi là cái cơ ngơi này của mình nó có phát triển được hay không, hay là nó vỡ thì sao, mà nó phát triển thì sao. Nói chung là chúng ta đang ở trong cái tình trạng cực kỳ hoang mang. Cứ lửa đêm thì có rất là nhiều các chị chủ spa không làm ôm chồng mà bắt đầu lại nhắn tin khóc, với cả inbox với mình khóc. Nói chung là chị đang khổ lắm. Không đầu tư thì thôi, chứ đã đầu tư nó ra rồi mà nó làm ăn chán như thế này, chán lắm em ơi. Thì trong cái livestream này mình sẽ giải đáp những cái câu hỏi như vậy cho chúng ta, sẽ chia sẻ là cần làm cái điều gì để một cái spa của chúng ta nó có thể phát triển tốt hơn và nhanh hơn các bạn. Con ấy đây à? À, tùy á, quen rồi á, mình quen rồi, lúc về đó là uống không được đâu á. Lúc đó là mình kêu cà phê đa rồi mình kêu một ly đá nữa, cái đường quậy lên, quậy xong Các bạn tối ơi, vào ly đá. livestream để được nhận quà nha, sẽ là một cái buổi tư vấn, các bạn inbox riêng cho mình và sẽ được tư vấn cụ thể giải quyết cái vấn đề spa của các lần cháu cháu ở nhà tối nào với quán sumo. Quên vé xe mấy lần rồi, nó cũng phải đưa xe cho đi bạn đã chia sẻ ba lên. cái chuyện này nhá, có bị ồn không em? Số nào rồi? 34. Số nào rồi? Ao rồi, ao rồi, ao rồi. 35. Các bạn chia sẻ livestream đi. Rồi, cảm ơn chị Oanh Nguyễn đã chia sẻ nha. Xin chào Nguyễn Văn Được. Cảm ơn Nguyễn Thanh Xuân. Cảm ơn Nguyễn Thanh Xuân đã chia sẻ nha. Hello Ánh Lê.
32. Cảm ơn Huy Tú đã chia sẻ livestream. Cảm ơn Thảo Lê này, Như Ngọc này, Ánh Lê đã chia sẻ livestream. Các bạn hãy chia sẻ livestream nhá. Đến 50 thì chúng ta sẽ bắt đầu là giải quyết cái câu hỏi này. Hay là chiều nay có một bạn vừa hỏi Lam là em bây giờ đang có khoảng tầm 600 triệu tiền vốn và em đang muốn đầu tư một cái spa thì theo anh thì sẽ đầu tư như thế nào? Thì tí nữa mình cũng sẽ giải đáp luôn cái câu hỏi này. Không biết là bạn ấy bạn có đang xem livestream không? Nếu có thì comment có nha em ơi. Xin chào Thảo Lê nhá, chào chị Hứa Linh. Mai gửi quà cho chị. Ok, chị Hứa Linh có quà. Mai nhắn tin cho em nếu muốn được tư vấn. Nguyễn Văn Được, hôm nào mời anh Lam ra Hà Nội chia sẻ hội thảo 500 người của em nhé. Ok, được. 26 tháng 9 thì anh tổ chức một cái chương trình khoảng tầm là 150 người, 150 chủ spa ở Hà Nội đấy. Nếu mà được thì được mời các hội viên của em hay là các chủ spa thành viên của em tham gia nhé. Tí nữa anh gửi link đăng ký cho được ạ. Đến rồi sao? Chị Sophie đăng ký được không em? Ai mà đăng ký muốn đăng ký tham gia cái chương trình ngày 26 tháng 9 của Nam tại Hà Nội ấy, mình chỉ tổ chức một lần thôi, không phải chủ định là tổ chức để thường xuyên đâu, mà là nhân cái chuyến công tác ra ngoài Hà Nội một tuần thì mình có 6 ngày thì làm việc rồi, chỉ có một ngày trống một ngày hôm đó thôi, thì tiện tổ chức luôn một cái buổi chia sẻ dành cho các chủ spa. Bạn nào mà muốn tham dự cái chương trình tại Hà Nội đó, chia sẻ cho các bạn cái cách làm thế nào để marketing này, để bán hàng, để quản trị nhân sự tốt hơn trong spa, để spa tăng doanh thu, chủ spa nhiều tiền hơn, thì các bạn comment là tôi đăng ký nhé. Rồi tí nữa mình sẽ gửi link đăng ký cho các bạn. Và tuyệt vời hơn nếu mà các bạn có thể là gửi cái đường link đó cho bạn bè của mình cùng tham dự. Bởi vì mình cũng có một cái nguyên tắc hay một cái chỉ tiêu ấy, khoảng 3 giờ khoảng tầm là 200 đăng ký thì đồng ý tổ chức, nếu không thì thôi để khi khác, mà ít người quá thì cũng không chơi. Trần Thị Thúy Ngân, anh ơi khi nào tổ chức ở Sài Gòn? Sài Gòn tổ chức rồi em ơi, lịch sắp tới thì anh chưa biết. Nguyễn Thanh Xuân, mình cần muốn làm thế nào bán hàng mà làm spa ổn định bạn ơi. Đi học thôi. Một buổi như thế này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm thông tin để các bạn làm, các bạn yên tâm hơn một chút để chúng ta làm. Còn các bạn muốn biết cách làm từng bước nó tuần tự thì các bạn nên tham dự cái chương trình một ngày đó, 26 tháng 9 tại Hà Nội nhé. 36 người các bạn ơi, hãy chia sẻ để cho 50 người tham gia nào. Chia sẻ 50 người tham gia nào. Làm thế nào để spa nhỏ có thể làm ăn tốt hơn, kinh doanh tốt hơn. Việc chia sẻ là những cái bài đã ấy đi. Ok rồi. Cảm ơn Chi Hô Nguyễn nhé, đã chia sẻ livestream của bạn. Ba mươi sáu rồi các bạn, cố lên. Kéo thêm số đi, giờ vẫn còn rất là sớm.
Live stream này mình sẽ để ở đây trong cái buổi tối nay thôi, xong sáng mai mình sẽ xóa nó đi. Tí nữa thì sẽ có một cái phần tham gia của một người bạn, một người bạn của Nam. Bạn ấy đang kinh doanh rất là thành công rồi, 4 cơ sở, mỗi một cơ sở thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 1 tỷ trở lên doanh số, đang làm rất là tốt. Và tí nữa mình sẽ mời người bạn đó đến lên live stream để chia sẻ cho chúng ta. Thế nên các bạn hãy giúp Nam là hãy giúp Nam là chia sẻ cái live stream này để cho khoảng tầm 50 người tham gia đi. 50 người tham gia nha, 50 người nhá. 50 người nhá. 37 rồi. 13 người nữa thôi các bạn ạ. Chiêu Nguyễn nghe anh chia sẻ xong cũng phải tìm cái áo đỏ mặc để chụp làm ảnh đại diện. Chiêu Nguyễn. Ảnh đại diện cũng ok rồi đó em ạ. Thu hút xinh gái. Thảo Lê. Không biết bao giờ mới được gặp anh ở ngoài đời đây. 26 tháng 9 nhá, anh ra Hà Nội. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ được. Nguyễn Văn Được. Em làm trợ lý anh Nam nhé. Nếu mà được trợ lý tuyệt vời anh em thì vui quá. Bốn ba rồi các bạn ơi, 7 người nữa thôi. Xin chào Minh Vũ. Chào Trang Suri nhá. Chiêu Nguyễn. Để vào xem nào. Mặt cười này, áo đỏ này cũng ok đó. Còn cái ảnh bìa nữa em ạ. Ảnh bìa nha Chiêu Nguyễn nha. Ảnh bìa phải tìm một cái khác đi. 49 rồi các bạn ơi. Một số nữa thôi. Cố lên. Hello Vũ Thị Hồng Cúc. Xin chào Hồng Cúc nha. À, hello Nguyễn Hoàng. Bốn mươi chín rồi các bạn ơi, một số nữa thôi, một số nữa thôi, cố lên, 50 rồi. Được 50 rồi, cảm ơn sự cố gắng của các bạn. Xin chào Phạm Huyền Trang, chào Nguyễn Anh Phương nhé, chào các người bạn, chào những người bạn của Nam nhé. Bây giờ để chào từng bạn thì có vẻ là hơi mất thời gian của chúng ta. Chúng ta sẽ cái phần chào từng bạn ở cái phần đầu live stream thôi. Giờ chúng ta bắt đầu rồi, giờ bắt đầu rồi các bạn nhé. Thì mình chia sẻ lại chủ đề của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay đó là gì? Lan sẽ chia sẻ cho chúng ta dựa trên cái trải nghiệm của mình. Trải nghiệm của mình có thể là nó đúng với bản thân của mình thôi. Còn với bản thân của các bạn thì nó chưa phù hợp hoặc vì một cái lý do gì đó mà nó không đúng với các bạn. Thì chúng ta cứ thấy cái gì hay thì chúng ta tận dụng, mà cái gì mà không hay, cái gì mà không hay thì chúng ta bỏ đi nhé các bạn nhé. Bỏ đi, chứ đừng chửi mình, tội nghiệp lắm. Ngồi chia sẻ đây thôi chứ còn cũng không có cái không có cái gì hay ho đâu. Chửi mình là tội nghiệp lắm. Cái thứ nhất là gì? Thông thường thì cái đối tượng mà mình chia sẻ thường là những cái chủ spa nhỏ. Một vài khách hàng của mình cũng là những chủ spa lớn mà họ có một số chi nhánh rồi, 3-4 cái chi nhánh trở lên, và doanh số hàng tháng rất là cao. Những cái phần số đó thì họ hiếm. Còn phần lớn chủ spa, khách hàng của mình trên toàn quốc, họ là những spa nhỏ mới kinh doanh từ khai trương là 3 tháng, 6 tháng đến khoảng 3 năm quay lại. Có những cái 20 năm thì thực ra là 20 năm thì tư duy của người chủ bây giờ họ bị lối mòn mất rồi, khó làm lắm. Thì mình thường tập trung vào những spa mới dưới 3 năm. Dưới 3 năm, có những cái dưới 5 năm là mình vẫn làm được bình thường. Nhưng cái nào mà cứ tầm chục năm nữa là cảm thấy sắn rồi.
khoai thịt sắn được các bạn ạ. So. Rồi, để làm thế nào để chúng ta có thể kinh doanh hiệu quả hơn? Làm thế nào để chúng ta có thể kinh doanh hiệu quả hơn? Thì như mình nhận thấy trong cái quá trình mà mình tư vấn cho khách hàng, mình gặp gỡ rất là nhiều những chủ spa trên toàn quốc, toàn cái đất nước Việt Nam này, thậm chí là những cái khách hàng họ là chủ spa ở nước ngoài, họ ở La Uy, họ ở Lào, họ ở Thái Lan, họ ở Nhật, rất là nhiều. Thì mình thấy có một cái điểm chung giữa các bạn, đó là gì? Tuy là cái địa lý khác nhau thôi, nhưng có một cái điểm chung, đó là gì? Cái tâm lý lo lắng các bạn ạ. Tâm lý lo lắng. Chúng ta đang tự kinh doanh một mình. Và chúng ta không có một cái chỗ dựa nào đằng sau cả các bạn ạ. Trong khi là những cái người thành công ấy, những người chủ doanh nghiệp hay là những cái người mà doanh nhân họ đã thành đạt rồi, thì họ luôn luôn chia sẻ lại cho thế hệ sau, là cái thế hệ của chúng ta ấy, là kinh doanh thì lúc nào cũng phải đi theo một đội nhóm. Và cái thứ hai là kinh doanh, nếu mà tuyệt vời nhất thì phải có một cố vấn đằng sau chúng ta. Thì mình mới nhận thấy được rằng là phần lớn chúng ta đang kinh doanh một mình, và chúng ta không biết được là ngày mai cái spa của tôi nó sẽ đi đến đâu, 1 năm tới, 2 năm tới, 3 năm tới cái spa của chúng ta nó sẽ đi đến đâu. Mà chúng ta chỉ cần biết là ngày hôm nay có bao nhiêu khách hàng, và chúng ta đạt được cái con số là doanh thu là bao nhiêu, tháng này đạt bao nhiêu, và nó cứ vất vưởng ngày qua ngày. Thì cái chia sẻ đầu tiên của mình đó là gì các bạn? Các bạn hãy đặt cho mình một cái tư duy, đó là gì? Đi cùng đội nhóm các bạn nhé. Đi cùng đội nhóm. Đó là gì? Có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là gì? Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải đi cùng cả một đội nhóm. Cho nên tư duy đầu tiên đó là cái sự hợp tác. Sự hợp tác các bạn ạ. Bình thường khi mình nói đến cái việc đó là chủ spa đi lên từ nghề này, chủ spa là người từ một cái lĩnh vực khác sang, thì cái thứ đấy nó là cái điều quá bình thường rồi, đúng không? Các bạn đã nghe quá là nhiều rồi. Thì hôm nay sẽ nhắc lại một tí thôi. Chúng ta không học được quá nhiều về kinh doanh. Các bạn chỉ tập trung vào việc đi học nghề thôi. Đầu tư vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đi học nghề để cực kỳ giỏi nghề. Nhưng mà khi các bạn giỏi nghề rồi thì các bạn không còn cái đầu óc gì để các bạn kinh doanh, để các bạn kiếm nhiều tiền hơn nữa. Trong khi cái tiền mà các bạn đầu tư mở spa, mục đích chính là để các bạn kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng khi các bạn mà học rất giỏi nghề rồi thì các bạn cứ lao vào làm nghề thôi. Không khác gì là các bạn tự mở ra cái spa rồi các bạn đi làm thuê cho chính cái spa đó. Thì đó gọi là đi làm thuê rồi các bạn. Còn trong cái live stream này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm chủ thực thụ nhé. Cách làm chủ thực thụ. Cách cái một người làm chủ và biết điều hành một cái công việc kinh doanh rất là tuyệt vời. Một cái công việc kinh doanh rất là thuận lợi và rất là tốt. Thì cái tư duy đầu tiên của chúng ta đó là gì? Nếu các bạn viết được lại thì đó là điều rất là tốt. Không thì phải khắc ghi vào trong não. Khắc ghi vào trong não của mình. Đó là sự hợp tác. Sự hợp tác. Đó là sự hợp tác. Đòn bẩy. Đòn bẩy. Các bạn nhé, nhớ cái hai cái từ này, đòn bẩy này. Kinh doanh. Mọi người thường nói đó là những cái người thành công họ nói là kinh doanh thực ra bản chất là không còn tiền, không cần tiền vẫn tạo được ra tiền. Thì rất là nhiều người họ bảo là ảo. Nhưng thực chất nó không phải là ảo, đơn giản thôi. Đòn bẩy, ngoài xã hội họ đã có rất là nhiều tiền rồi, có rất là nhiều người họ có nhiều tiền và họ đang muốn đầu tư để phát sinh, để giúp cái đồng tiền đấy của họ sinh lời ra. Đúng không ạ? Rất là nhiều người họ đang có cái nhu cầu như vậy. Hay chính bản thân của mình đây, hàng ngày có rất là nhiều người họ liên hệ là bây tôi phải làm cái gì để tôi có nhiều tiền bây giờ? Tôi đang có một cái nguồn vốn khoảng tầm 500 đến 1 tỷ. Làm thế nào để tôi có thể đầu tư vào đâu để nó có nhiều tiền hơn? Thì ở ngoài kia có rất là nhiều người họ có thể làm được điều, họ có tiền để chúng ta làm. Thế việc của chúng ta chỉ cần có năng lực hợp lý và giúp cho cái số tiền của nhà đầu tư đó biến thành nhiều tiền hơn, thành nhiều lợi nhuận hơn, thì khách hàng thì những cái nhà đầu tư họ sẵn sàng họ đầu tư tiền cho chúng ta. Và đó là từ cái việc mình không có tiền, đúng không ạ, và chúng ta vẫn có tiền để kinh doanh. Thậm chí chúng ta chia 50-50 với cả nhà đầu tư, họ có tiền tôi có ý tưởng, 50-50 là chúng ta đã ra được tiền rồi. Bản thân mình kinh doanh cũng dựa trên cái đòn bẩy là như vậy, cũng chẳng đầu tư cái gì ra cả, tất cả đều từ tiền của người khác hết, tất cả nhé, kể cả là con người,
trong công ty của mình, mình không đào tạo tốt được, mình mời những cái người mà họ có khả năng đào tạo rất là tốt, rồi là mình không quản trị nhân sự tốt được, mình mời những người có khả năng quản trị nhân sự tốt về để làm thay cho mình các bạn ạ. Tư duy đầu tiên đó là sự hợp tác. Sự hợp tác, mới kinh doanh spa chúng ta sẽ làm cái điều này này các bạn này, làm động tác này đầu tiên này. Một đó là học về kinh doanh trước khi đi học nghề. Các bạn lại đi học nghề trước khi các bạn đi học nghề, đi học về kinh doanh, thậm chí các bạn không học về kinh doanh, các bạn chỉ biết mỗi nghề thôi, không khác gì cái kiểu tư duy đó là gì, tôi học trường đại học đúng không ạ, đại học về công nghệ ô tô, thế tôi đi ra tôi làm nghề ô tô, tôi đi học về cái luật, tôi đi ra tôi làm luật sư đúng không ạ, tôi đi học về báo chí, tôi đi ra tôi làm trong những cái tòa soạn báo, tôi viết báo. Thế đó là chúng ta đi làm nghề thôi, và để người khác trả lương cho chúng ta. Thì bây giờ các bạn đầu tư hàng vài chục triệu để các bạn đi học nghề full xăng, các bạn đi học nghề làm da, các bạn đi là học nghề spa đi, thì ra các bạn tự đầu tư tiền thêm để mở cái spa đó, rồi các bạn cả ngày các bạn cắm đầu vào đấy, cắm đầu vào cái spa, thử hỏi đến cuối tháng các bạn có bao nhiêu tiền, thử hỏi đi, số người đang xem livestream này cuối tháng các bạn dư ra được bao nhiêu tiền, có tiền để trả lương cho chính các bạn không, hay là trừ chi phí đi các bạn âm hết rồi và không còn nhìn thấy cái ngày mà chúng ta có thể hoàn vốn đầu tư, không có cái ngày đấy luôn. Các bạn có cái điều đó không? Các bạn có cái điều đó không? Nếu mà có thì inbox riêng cho mình để mình giúp các bạn giải quyết cái vấn đề đấy nhé. Đúng không? Các bạn hãy nhớ cái tư duy đầu tiên này, trước khi mở spa lên bắt đầu bằng việc là tham gia những cái chương trình đào tạo về marketing, về bán hàng, về tư duy làm giàu, về đa cấp, nói chung là các bạn ghét cái gì thì các bạn đi học cái đấy cho tôi. Cứ liên quan đến kinh doanh nha các bạn nhé. Không phải xúi dạy các bạn đâu. Bởi vì ở những môi trường đấy sẽ giúp cho cái đầu của các bạn, cái đầu nhà quê của các bạn. Cái đầu nhà quê của các bạn nó mở ra, nó trở thành thành phố, nó trở thành toàn quốc, nó trở thành toàn cầu. Thì khi cái đầu đó các bạn sở hữu được rồi thì các bạn bắt đầu là biết một chút về nghề, hoặc các bạn đi học nghề để giỏi, nhưng mà các bạn quản lý được cái spa đó tốt. Thì sau đó thì các bạn mới bắt đầu là vận hành, rồi các bạn làm để cho cái spa nó bùng phát, nó mạnh mẽ lên được. Chứ còn bây giờ các bạn đang muốn kiếm tiền lao vào một cái thị trường nó đỏ chót tròn tròn luôn. Thị trường nó quá cạnh tranh, với cái đầu của một người nông dân, đó là gì? Hữu xạ tự nhiên hương. Cái đầu của một cái người ở thời phong kiến, cứ dồn tiền vào đấy tự dưng khách nó sẽ đến. Thì còn lâu, đúng không ạ? Còn lâu, các bạn chỉ có đầu tư và các bạn chỉ có mất tiền thôi. Bài toán của các bạn chỉ có mất tiền thôi, không bao giờ các bạn thắng được cả. Việc của các bạn bây giờ là chậm lại đi, bởi vì cái ngành spa bây giờ nó rất là nhiều đối thủ cạnh tranh. Các bạn không có sự khác biệt, các bạn không có năng lực giỏi hơn người ta, thì các bạn đừng có lao vào, các bạn không tên tuổi gì để kiếm tiền đâu. Đến một cái spa nhỏ ở thị trấn, ở huyện, còn không có khách chứ đừng nói là ở thành phố lớn hay là ở các tỉnh, thành phố ở các tỉnh. Nó cạnh tranh cực kỳ gay gắt, các bạn ạ. Nó không dễ như các bạn đang tưởng tượng đâu. Nếu chúng ta chưa mở thì các bạn đang tưởng tượng là cuộc đời màu hồng, mà tôi sẽ mở ra và tôi sẽ rất là đông khách như thế này. Nhưng khi mà các bạn mở ra rồi thì cuộc đời nó đen ngòm, cực kỳ đen luôn, đen kịt, và các bạn không nhìn thấy một cái tương lai nào cả. Thì để cái bài toán để giải quyết cái vấn đề này của các bạn, để giải quyết cái vấn đề này của các bạn đó là gì? Đầu tiên là hãy đi học về kinh doanh trước đi. Đi học về kinh doanh trước đi. Cái thứ hai nữa đó là gì? Hợp tác với những cái người mà họ đã làm tốt rồi. Ví dụ bạn rất giỏi về chuyên môn nhưng bạn không giỏi về marketing, thì bạn hãy đi học về marketing để bạn biết, bạn quản lý, bạn ngồi nói chuyện được với cái người làm marketing tốt. Sau đó các bạn hãy thuê những người làm marketing giỏi về. Các bạn không giỏi quản lý đúng không ạ? Các bạn chỉ biết là tôi đầu tư gần đấy tiền ra và tôi muốn mua hàng tháng nó có cái hiệu quả cho tôi. Thì các bạn tuyển những người quản lý tốt về. Tìm những người quản lý này ở đâu? Một, sẵn sàng tuyển dụng trả lương cao. Cái thứ hai là tìm những cái người mà quản lý họ ở những cái spa khác, họ đang làm rất là tốt, về làm việc cho tôi. Tức là họ, rồi là nhân sự, tôi muốn nhân sự giỏi cơ, tôi không muốn tìm những cái người mà họ mới biết nghề rồi tôi đào tạo nữa. Nó mất thời gian, vừa mất thời gian quản lý, vừa mất thời gian đào tạo.
rồi là làm cho khách hàng không hài lòng. Tôi tuyển luôn những người mà họ đã làm tốt rồi về trả lương cao cho họ. Thì tất cả mọi thứ của chúng ta nó sẽ tốt ngay từ thời gian đầu và nó sẽ bùng lên rất là nhanh các bạn nhé. Bùng lên rất là nhanh. Đây là kinh nghiệm của những spa mà họ có điều kiện, đúng không? Hoặc là họ có tư duy ngay từ ban đầu, kể cả là họ có doanh thu bao nhiêu, họ có lợi nhuận bao nhiêu, họ trả hết sạch cho nhân viên rồi, đến một tháng không dư ra được bao nhiêu tiền cả, họ vẫn sẵn sàng họ chơi cái điều đó. Ở những tháng đầu tiên họ âm tiền, họ chấp nhận âm tiền ở những tháng đầu tiên, rồi sau đó khoảng tầm 3 tháng 6 tháng thôi thì họ dương, và dương cực kỳ cao, doanh số cực kỳ lớn các bạn, doanh số cực kỳ lớn. Còn như chúng ta là chúng ta sợ phải trả tiền cho marketing, chúng ta sợ phải trả lương cao cho nhân viên, chúng ta phải sợ trả tiền cho cái thứ nọ, chúng ta phải sợ phải mất cái kia, thì gần như là chúng ta không, cuối cùng là chúng ta không được một cái gì cả. Bài toán của chúng ta là cứ ôm khư khư về cho mình, thế là cuối cùng là chúng ta chẳng được cái gì cả. Tiếp tục một cái điều nữa, đó là phải biết cho đi, phải biết chia sẻ các bạn nhé. Phải biết chia sẻ. Cái gì làm tốt là chúng ta phải biết chia sẻ cho họ, thì chúng ta sẽ được cái nó bền vững. Còn chúng ta chỉ giữ cho mình thôi, tôi ăn tất, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có cái tư duy là gì? Một, được thì ăn tất, mà hai, ngã là về không luôn, không có cơ hội để đứng dậy, cực kỳ vất vả. Thì đó là những cái tư duy, đó là những cái tư duy để chúng ta có thể phát triển, chúng ta có được một cái nền móng để chúng ta phát triển. Còn về chi tiết thì mình xin phép là trả lời câu hỏi của bạn Võ Mỹ Lương một chút nhé. Như thế này này, bạn ấy có hỏi là: ủa, cho hỏi anh đã thành công chưa mà lên đây dạy đời người ta, còn chửi người ta đầu nhà quê là sao? Anh đầu thành phố hả? Phân biệt chỗ nào dạy? Thì trả lời câu hỏi như này, em có nghe thấy là anh chửi ai là người nhà quê hay là chửi ai là người thành phố không? Nếu cái đầu của em là nhà quê ấy, thì là em tự nhận em là nhà quê. Anh cũng không nói là đầu anh thành phố, anh không nói đầu em nhà quê, anh không nói là đầu của Võ Mỹ Lương là đầu nhà quê. Nhưng mà Võ Mỹ Lương mà nhận, mà nghe cái câu đấy mà cảm thấy không hay ấy, thì đấy là em đang nhận, tự nhận nhá, không ai nói em cả. Và cái thứ hai là gì? Anh thành công hay chưa thì anh nói là anh không thành công. Nhưng cái số spa mà anh đã làm trên cái đất nước Việt Nam này nó rất là nhiều rồi. Em đã quản lý được bao nhiêu cái spa? Còn nếu mà anh làm thì hiện tại của anh đã gần 50 cái spa rồi. Và cái số chủ spa mà anh đào tạo nó lên đến 600 chủ rồi. Thì anh không biết là anh thành công hay chưa, nhưng mà anh có thể chia sẻ được cho các bạn. Còn đúng hay không thì tùy vào nhận thức của từng người, đúng không? Em cảm thấy không vui thì không sao cả, nhưng với anh chia sẻ thôi. Em cảm thấy hay thì ngồi nghe, còn không phù hợp thì tốt nhất là lên ao ra, kiểu là em càng nghe thì em lại càng đau khổ, bởi vì nó giống em quá, em lại càng đau khổ hơn. Ok, đó là trả lời câu hỏi của Võ Mỹ Lương nhé. Thế rồi nó nhanh, cảm ơn Võ Mỹ Lương đã comment. Đó. Tổng kết lại về cái phần tư duy nhé các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy đưa một cái tư duy đó là học tập lên trước, học tập về kinh doanh trước khi mà chúng ta đi học nghề. Thì khi các bạn có năng lực về kinh doanh rồi thì các bạn làm cái nghề gì cũng được, các bạn làm thời trang cũng được, các bạn làm spa cũng được, hay các bạn làm bất cứ một cái nghề gì khác thì cái tỷ lệ thành công nó cũng cao hơn rất là nhiều. Cũng cao hơn rất là nhiều các bạn ạ. Rồi là cái thứ hai nữa, đó là chúng ta có một cái tư duy đó là hợp tác. Mình giỏi cái gì thì mình tập trung vào cái đấy. Cái thứ hai đó là mình chưa giỏi cái gì thì tốt nhất là mình học để mình biết quản lý thôi. Còn mình sẽ mời những người khác họ giỏi sẵn rồi và họ làm cho chúng ta. Đơn giản, như mình đã chia sẻ vừa nãy đấy, tôi không giỏi về quản lý con người, tôi thuê người khác về quản lý con người luôn cho tôi. Tôi không giỏi về bán hàng, tôi không giỏi về gọi điện thoại để tư vấn cho người khác, tôi tuyển người khác về họ làm cái việc đó thay tôi, họ là người giỏi, họ về họ làm việc đó thay tôi. Tôi chỉ giỏi là đi gặp khách hàng, tôi chỉ giỏi là chiến lược, tôi giỏi là tư vấn cho người ta thôi, nói hay thôi. Thế tôi chỉ tập trung vào cái việc đấy thôi. Còn những cái việc đằng sau, việc khác để người khác giỏi họ làm. Tôi không giỏi về tài chính trong doanh nghiệp, tôi để cho một người khác giỏi về tài chính. Tôi giỏi để cho người khác giỏi về tài chính, họ làm thay tôi. Tôi việc gì tôi phải ôm những cái thứ đấy vào người, đúng không ạ? Mình đâu có giỏi được. Và một ngày của mình, bản năng của mình đó là một con cá, thì thôi tôi chỉ đi bơi thôi các bạn ạ.
Nếu con cá mà cứ bắt tôi leo cây thì bố tôi cũng chịu chứ đừng nói là tôi, đúng không? Hay là như cái cơ chế của hệ thống giáo dục của chúng ta ấy. 100 đứa trẻ con, thậm chí 1000 đứa trẻ con dạy một giáo trình như nhau, cùng một bài thi như nhau, nhưng mà bản chất của mỗi người nó có một năng lực khác nhau các bạn ạ. Có người giỏi hát, có người học giỏi toán, có người học giỏi văn, có người giỏi múa, có người giỏi nói, có người giỏi thể dục thể thao. Trong khi là tất cả mọi người thì lại đưa là cứ phải giỏi toán này, cứ phải là học sinh giỏi, đúng không ạ? Đánh giá bằng hệ số điểm là phải là bao nhiêu phải đấy, thì nó đưa trên cái số đấy nó không hề chính xác một tí nào cả. Cái hệ thống đánh giá đấy mình thấy là nó xưa rồi. Bây giờ rất là nhiều người họ không cần đi học, họ tự học ở nhà, họ giỏi âm nhạc, họ ở nhà họ luyện âm nhạc và họ chỉ cần học văn hóa, họ biết cộng trừ nhân chia và họ tự học cái hệ thống phổ thông từ lớp 1 cho đến lớp 12, họ tự học ở nhà và rất là giỏi. Có rất là nhiều người họ đang học bổng ở những trường đại học của Mỹ, là người Việt Nam ấy, học ở nhà đó. Thì chúng ta phải biết là cái điểm mạnh của mình là gì và mình tập trung vào cái điểm mạnh đó, chứ mình không nhất thiết phải lao vào tất cả mọi thứ các bạn ạ. Nếu các bạn đang kinh doanh có một mình thôi thì các bạn phải xem lại đi, chia việc cho nhân viên của mình. Ai giỏi telesale phải chịu trách nhiệm về telesale, ai giỏi về marketing phải tự chịu trách nhiệm về marketing. Để chúng ta chia đều mọi người ra, và trách nhiệm như thế nào thì quyền lợi nó sẽ đi kèm như thế. Còn các bạn muốn ôm hết tất cả mọi thứ về mình thì các bạn sẽ mất rất là nhiều công sức, rồi là trách nhiệm của các bạn sẽ cực kỳ cao, quyền lợi của các bạn sẽ cao ấy, nhưng không biết khi nào các bạn có quyền lợi cả. Mình đã kinh doanh, tôi đã trải qua là bây giờ đang là công việc kinh doanh thứ 4 của tôi, và ba cái trước thì nó vỡ hết sạch. Tức là mình theo cái tư duy đó là ôm, một mình tao làm, nhân viên ở bên dưới, đúng không? Cứ làm công việc của nhân viên, còn là quản lý nhân sự này, tài chính này, marketing này, bán hàng này, rồi tiền một mình tao hết. Đến cuối cùng là mình đâu có được cái gì các bạn, ngã vỡ mặt hết. Thậm chí là nhân viên họ không ở lại với mình luôn. Thế bây giờ tư duy của mình đó là chia sẻ từ công việc đến chia sẻ quyền lợi cho tất cả mọi người. Nhưng mà nó xứng đáng, nó phù hợp. Mình là chủ, mình có chế độ của chủ, nhân sự phải có chế độ của nhân sự, nó phải phù hợp, nó không quá thể được. Thì chúng ta chỉ cần biết có một cái tư duy chia sẻ như vậy thôi thì chúng ta sẽ đạt được nhiều hơn và đạt được nhanh hơn các bạn ạ. Đó, và cái việc học tập thì các bạn hãy tham dự những cái chương trình đào tạo về kinh doanh, các chương trình đào tạo về làm giàu, các chương trình phát triển bản thân, các chương trình về tư duy, rất là nhiều ở Hà Nội. Hay là cái ngày 26 tháng 9 mình tổ chức một cái chương trình về marketing này, về bán hàng này, quản trị nhân sự, về phát triển công việc kinh doanh cho các spa ở Hà Nội các bạn nhé. Ở Hà Nội thì các bạn nói chung là ở đâu cũng được, các bạn đang ở đâu cũng được, lên tham dự cái chương trình này. Bởi vì sao? Những cái chương trình đào tạo về chuyên môn các bạn rất lên tham gia và cần phải lên tham gia. Còn những chương trình đào tạo về kinh doanh như thế này này, chẳng mấy khi người ta chia sẻ bí quyết đâu. Mình cũng không phải là cái người mà chuyên tổ chức hội thảo để kiếm tiền. Bởi vì nghề của mình đó là nghề đi triển khai marketing và tư vấn marketing cho các đơn vị khác, cho các spa khác. Đấy là cái nguồn thu chính của mình. Thế cho nên là lâu lâu mình nhân cái dịp công tác ra Hà Nội, mình đang ở Sài Gòn, nhân dịp công tác ra Hà Nội thì mình sẽ tổ chức một cái chương trình như vậy. Thì nếu mà các bạn muốn tham dự, các bạn có thể tham dự hoặc không, nhưng lời khuyên của các bạn là lên tham dự vào cái chương trình đó. Và cái yêu cầu của mình đó là gì? Cứ đạt khoảng tầm 200 đăng ký thì mình sẽ tổ chức. Đến bây giờ thì mới được trên 50 thôi. Thì các bạn có thể giúp mình, ai muốn tham dự cái chương trình này thì mình sẽ gửi link qua các bạn. Và các bạn hãy giúp mình là chia sẻ cái đường link này đến bạn bè của mình, để cho các bạn bè mình cùng tham gia cái đăng ký. Và phí của nó chỉ là 399.000 để phí hội trường thôi. Phí hội trường thôi các bạn nhé. Mình cũng không phải tổ chức để mình kiếm tiền, cho nên là chia sẻ thôi. Cho nên là mình chia sẻ thì các bạn giúp mình là chia sẻ lại là phí hội trường. Thế chúng ta rất là fair, rất là công bằng với nhau, đúng không ạ? Bạn nào mà muốn tham dự cái chương trình này thì tí nữa mình sẽ, các bạn comment là tôi đăng ký thì tí nữa mình sẽ gửi link cho các bạn. Đó là về việc học nhé các bạn nha.
Nhắn tin cho Xuân đi, xem Xuân vào chưa. Lấy link của anh ấy, nhắn cho Xuân. Rồi các bạn đợi mình một chút nha, để mình mời người bạn của mình vào. Các bạn giúp Lam một cái, đó là khi mà mình gửi link cho các bạn ấy, thì chúng ta chia sẻ cho bạn bè của mình giúp Lam nhé, làm sao cho thật nhiều đăng ký ấy. thật nhiều đăng ký thì cơ hội mình tổ chức chương trình nó sẽ cao rất là nhiều. Mình rất muốn là có một cái chương trình nó thật là đẹp, nó thật là hoành tráng để mời các bạn đến đấy tham dự, và các bạn cũng sẽ rất là vui, học được rất là nhiều trong cái chương trình như vậy. Rồi. Chào anh. À, chào cả nhà đang xem livestream nha. Chưa lên. Đây rồi. Rồi, giới thiệu với cả nhà một chút. Ôi, nó lại đưa mất rồi. Được chưa? Lên chưa? Giới thiệu với cả nhà một chút nhé. Đây là người em của mình. Bạn ấy tên là Mai Văn Xuân. Hiện đang làm CEO của Go Spa. Go Spa thì hiện tại mới chỉ có 4 cơ sở thôi. 4 cơ sở thôi, nhưng mà thời gian tới cũng sẽ có rất là nhiều các cơ sở trải dài ở Việt Nam. Tầm nhìn của các bạn ấy rất là lớn. Và cũng chia sẻ luôn với các bạn ấy là chia sẻ luôn với chúng ta ở đây là các bạn Xuân là một trong những chủ spa làm kinh doanh rất là giỏi. Doanh thu trên một cơ sở bây giờ cũng trung bình là trên 1 tỷ một tháng. 1 tỷ một tháng, một cơ sở đầu tư khoảng tầm 500 triệu thì khoảng 3 tháng là hồi được vốn và có lãi rồi. Cũng về cái tỷ lệ thì cũng khá là tốt so với rất là nhiều các spa ngoài kia. Đầu tư khoảng tầm tính bằng năm vẫn chưa hồi được vốn, hoặc là không có ngày hoàn vốn luôn. Thì trong live stream này thì mình sẽ mời Xuân tham gia live stream cùng với cả Nam, và Xuân sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm trong cái quá trình về vận hành spa. Vận hành spa đứng trên cương vị là một người chủ spa nhé, thì sẽ là chi tiết và thiết thực hơn các bạn, có cả chuyên môn, có cả các nhân sự đằng sau nữa, sẽ thiết thực hơn. Thì chúng ta có câu hỏi gì, chúng ta sẽ giao lưu bằng hình thức là hỏi đáp đi. Hỏi đáp nhé các bạn nhé. Thì cho bạn ấy là dễ chia sẻ hơn rất là nhiều. Hoàng Đức này. Ta có câu hỏi gì? Xuân sẵn sàng chưa Xuân ơi? À, rồi anh ơi. Mọi người có câu rồi, hỏi gì về... gọi là quản trị hay là về tổ chức gì thì nên hỏi nha, còn những cái về marketing hay này kia thì nên hỏi anh Nam sẽ tốt hơn. Cao thủ. Có ai có câu hỏi gì không ta? À, mỗi tháng 300 triệu có chém quá không Hoàng Đức? Bá đạo thật, mỗi tháng 300 triệu vẫn còn chém nữa thì ông này ông đang kiếm tiền cái gì? À, mình chưa hỏi, chưa hiểu câu hỏi của anh Nguyễn. Ai Xuân này,
Có một câu hỏi của bạn Oanh Nguyễn, thế mạnh spa của anh Xuân là gì vậy ạ? Thế mạnh của spa của mình á là về con người, về những cái con người trong spa mình, họ làm việc rất là nhiệt tình. Và cái việc mà để mình tồn tại được đến bây giờ là mình marketing và bán hàng. Những cái nhân sự của mình và những cái con người đồng hành của mình, họ lúc nào họ cũng làm việc nhiệt tình và có cái tư duy về bán hàng và marketing thì mới tồn tại được bây giờ. Đằng sau cái việc marketing và bán hàng thì là sẽ tổ chức những cái hoạt động về chăm sóc khách hàng, quan tâm đến khách hàng, để giữ chân khách hàng. Bên mình có riêng một cái bộ phận về chăm sóc khách hàng. Khi mà họ làm liệu trình bên mình về xong là sau 1 ngày và sau 3 ngày và sau 15 ngày, mình sẽ liên tục hỏi thăm khách hàng để họ cảm thấy mình được quan tâm và họ sẽ biết được cái hiện độ hiệu quả của cái việc mình tới spa để làm thì nó như thế nào. Và mình chỉ cần chăm sóc khách hàng thôi thì họ sẽ thấy vui rồi, họ sẽ thích rồi nên họ ở lại. Không biết là câu trả lời mình có hài lòng chưa? Thôi. Để anh sẽ tìm câu hỏi khác nha. Cảm ơn câu hỏi của bạn Oanh Nguyễn. Thế mạnh của spa của Xuân đó là chăm sóc khách hàng. Đây lại tiếp tục câu hỏi liên quan đến tổ chức này Xuân ơi, của bạn Trần Thị Ánh Nguyệt. Để đào tạo họ thì mình cần có bí quyết gì cho nhân viên hả anh Xuân? Bí quyết à? Thì đứng trên cương vị một người mà để dẫn dắt đội nhóm thì mình cứ quan tâm cái người nhân sự của mình thôi. Mình cho họ cái sự trải nghiệm, cho họ cái sự thực tế, va vấp nhiều vào. Thì bên cạnh đó mình sẽ học hỏi được từ họ rồi. Mình được 10 phần thì cũng cho họ một phần, mình có cơm họ cho có cháo thì mới nhờ giữ được nhân sự. Đào tạo nhân viên tốt thì mình cũng thực hiện gọi là đang trên cái quá trình đào tạo, mình chưa có phải là tốt nhất. Em nghe của Xuân cũng chưa đi. Được chuyện có bị xong rồi không? Đường truyền có vẻ hơi bị giật nhỉ? Máy của anh này không nghe. Máy của anh này không nghe được. Câu trả lời của Xuân xong chưa? Cảm ơn câu hỏi của Ánh Nguyệt nhé. Để đào tạo họ thì mình cần có bí quyết gì cho nhân viên hả anh Xuân? Bổ sung thêm câu trả lời của Xuân nữa là thấy đấy, bên Go Spa có cái hệ thống là vinh danh hàng tháng đấy, rất là hay, và các bạn ấy thấy rất là tuyệt vời và gắn bó, nhưng mà Xuân lại không chia sẻ định dấu nghề. Cái vinh danh đó là để mình công nhận cái sự đóng góp của các bạn, ghi nhận cái sự đóng góp. Xong chưa? Nó đỡ thế nhỉ? Rồi. Cảm ơn câu trả lời của Xuân nha. Bây giờ phải đi tìm. Bạn nào muốn mình trả lời câu hỏi các bạn ghim lên trên đầu đi, cho mình dễ tìm nhé. Hứa Linh. Chị Hứa Linh có một câu hỏi này Xuân này. Em trai cho chị hỏi, khi tuyển nhân viên là tuyển nhân viên có tay nghề hay là bên spa đào tạo?
Chào chị Hứa Linh. Bên spa của mình thì tuyển nhân viên chưa có tay nghề, và tất cả như các bộ phận khác luôn là hầu như là chưa có kinh nghiệm làm việc luôn. Mình vào sẽ đào tạo. Thì hiện tại là bên mình sẽ đã có cái bộ phận đào tạo, bộ phận đào tạo đó thì sẽ họ sẽ tuyển dụng và đào tạo cho nhân viên khi mà họ vào. Quan trọng nhất là mình sẽ tuyển người có thái độ tốt, có cái khao khát làm giàu. Còn nếu mình tuyển nhân viên có tay nghề thì và họ có thể làm được luôn, nhưng mà họ sẽ có nhiều cái sự so sánh. Xong rồi. Giờ để ngồi nghe. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị Hứa Linh nha. Dạ. Mọi người thả tim ủng hộ cho bạn Xuân mạnh mừng cái nào. Lần đầu bạn lên sóng. Hôm nay không biết nói gì đâu, tự nhiên anh Nam gọi chia sẻ. Có câu hỏi của chị Hiền Thu. Có câu hỏi của chị Hiền Thu đó là gì? Sản phẩm tốt rồi làm sao để khách hàng đông ạ? Lên quay cứ nữa hỏi làm sao để đông khách đúng không? Xuân chia sẻ làm sao để... Thì chỉ việc mình cứ marketing thôi, mình sẽ marketing để kéo khách về. Cái việc mà có khách hay không là phụ thuộc vào cái việc mình marketing như thế nào. Như trước đây là khách hàng họ sẽ tự tìm kiếm đến mình, nhưng bây giờ rất là nhiều cái spa mọc lên rồi, cạnh tranh nên là mình phải tìm kiếm khách hàng, show ra cho họ thấy là cái spa mình có cái gì, và những cái đó có giải quyết được cái vấn đề của họ hay không thì họ sẽ quan tâm đến, và mình đáp ứng được cái nhu cầu của họ là mình sẽ có khách hàng thôi. Quảng cáo và bán hàng. Cảm ơn chị. Rất đơn giản đúng không? Cảm ơn chị Hiền Thu đã đặt câu hỏi. Cảm ơn câu trả lời của Xuân nha. Bây giờ có một câu hỏi rất là hay này, Xuân này. Spa vừa, làm thế nào để giữ chân nhân viên của mình, trong khi rất nhiều spa lớn họ trả mức lương rất hấp dẫn và để lôi kéo nhân viên của mình mà trả lương cao quá thì sao spa của mình không thể đáp ứng được? Cảm ơn câu hỏi của chị, câu hỏi rất là hay. Thì trong quá trình mình đang làm spa thì mình cũng trả lời câu hỏi đó hàng ngày luôn. Làm sao để được giữ chân được nhân viên của mình? Thì đối với nhân viên vừa và nhỏ thì cái điều kiện của mình nó sẽ rất là khó khăn. Trong cái việc mà để làm sao vận hành được cái hệ thống và đáp ứng được cái đủ cái nhu cầu của nhân viên là về cơm áo gạo tiền, thì mình cũng đơn giản thôi, nghĩa là nhân viên họ mình sẽ phụng sự nhân viên và mình nhân viên họ sẽ phụng sự khách hàng, thì lúc đó mình mới có tiền để trả lương cho nhân viên. Nên là những cái gì mà ngoài cái việc mà trả lương ở mức lương cao hay lương thấp nó không có quan trọng bằng cái việc mình đối xử với nhân viên như thế nào. Trước đây khoảng cách đây khoảng một năm á, thì là nhân viên của mình nhận với mức lương là 3,5 triệu, 4 triệu, người cao nhất thì 6 triệu. Nhưng mà sau quá trình đấy thì họ bây giờ đến bây giờ những người đó trụ được ở lại thì họ đã có thu nhập từ 15 đến trên 20 triệu một tháng.
thì giống như là mình cứ gắn kết với nhau giống như anh em và bạn bè, và để tạo được cái đó thì mình nên làm cái văn hóa của công ty, văn hóa công ty của mình như thế nào. Nếu văn hóa nó của công ty mình mà để cho những cái nhân viên nó họ hài lòng, họ ở lại, nghĩa là mình nhớ đến ngày sinh nhật của họ, mình tổ chức sinh nhật rồi anh em dẫn nhau đi ăn nhậu ăn uống này kia, có cái hôm nào mà doanh thu cao thì mình sẽ khao rồi vân vân và mây mây. Cái văn hóa công ty thì nó rất là quan trọng, nên là bây giờ Spa Sơn cũng đang xây dựng cái văn hóa hàng ngày hàng ngày. Xuất trả lời xong chưa? Rồi, cảm ơn câu trả lời của Xuân nhé. Cảm ơn câu hỏi của bạn Hương Ship chia sẻ là về hệ thống bảng lương thì câu spa của Xuân thì nhân viên bảo vệ, nhân viên bảo vệ cũng lương cũng được là 9 triệu mấy, gần 10 triệu rồi, đó là bảo vệ. Chưa nói đi. Mình nghe xong rồi giật cả mình, cũng ăn hàng cao ngao ấy, cao lắm, cấp cao trong nhà lương. Lương 10 triệu đúng mà trong nhà nước là cũng phải là đẳng cấp đấy. Rồi có ai hỏi trả lời câu hỏi này của bạn Anh Nguyễn đi, hơi tò mò một chút. Mô hình một spa của anh Xuân tầm trung hay cao cấp ạ? Spa gồm bao nhiêu nhân viên? Đa dạng dịch vụ không ạ? Rồi mời, xin mời Xuân. Dạ, xin được trả lời câu hỏi của chị Oanh Nguyễn. Mô hình kinh doanh spa của mình rất là đơn giản và nó thuộc là phân khúc tầm trung. Mỗi cái spa của mình á, thì có 10 nhân viên, 6 nhân viên kỹ thuật, một nhân viên bảo vệ và hai nhân viên tư vấn, một quản lý. Trước đây thì mình làm rất là đơn giản, có nghĩa là có hai tư vấn thì và 4 kỹ thuật thôi. Dần dần cái lượng khách của mình nó ổn định thì mình sẽ tăng cái lượng nhân viên kỹ thuật lên. Còn ngoài ra thì cái bộ máy làm sao để cho tìm kiếm khách hàng thì mình có một cái nội marketing riêng để tìm kiếm khách hàng. Hiện tại thì bên mình chỉ có làm chuyên về mặt đó, nên là những cái dịch vụ gì liên quan đến mặt rất là ít, 2-3 dịch vụ thôi, chứ không có làm nhiều. Xong rồi ạ. Xong rồi bảo anh nhé, xong rồi. Bên anh không nghe được của Xuân cho nên là không biết đằng nào một lần. Không phải nghe thì nghe được nhưng mà nó bị đường truyền đấy. Cảm ơn câu trả lời của Mai Văn Xuân. Cảm ơn câu hỏi của bạn Anh Nguyễn nhé. Đây này, cái này thì mới hay này, câu hỏi này mới hay này Xuân này. Câu hỏi của bạn Lương Kenny, mới mở kinh tế còn khó khăn, có nên chạy quảng cáo không anh? Mời Xuân chia sẻ cái trải nghiệm thực tế của mình. Khi mà mình bắt đầu mở spa thì là cái số vốn của mình cũng rất là nhỏ, và cái tháng đầu tiên là mình lỗ sấp mặt luôn. Nên là khi mà lúc còn nhỏ thì mình sẽ vẫn chạy quảng cáo, nhưng mà cho khách hàng những cái dịch vụ free cho họ đến với mình.
Khi mà họ quen với đến với spa rồi á, và mình lấy những cái feedback của khách hàng đó thì mình bắt đầu mình tiếp tục thêm tiền vào để chạy quảng cáo, là sẽ thu hút được những cái khách hàng khác họ quan tâm, vì mình có những cái bằng chứng cho khách hàng họ thấy rồi, cái dịch vụ thứ ba của mình là làm như thế này có rất là nhiều khách hàng đến này, rồi họ quan tâm và họ cũng theo cái xu thế họ đến. Mới đầu mình chạy quảng cáo lúc mới mở thì khoảng mấy trăm nghìn đến 1 triệu một ngày, dần dần có cái tài chính, mình sẽ xoay vòng cái tài chính nó và mình dần dần mình đẩy lên. Lúc đầu 5 khách, 7 khách một ngày, dần dần sẽ có lên 9, 10 khách một ngày. Cái đó phụ thuộc vào cái sản phẩm và dịch vụ của spa mình nữa nha. Rồi. Cảm ơn câu trả lời của bạn Xuân. Đúng không? Tháng đầu tiên ngã sấp cả mặt luôn, lỗ. Chia sẻ. Đúng không các bạn? Bất cứ lúc nào cũng nên chạy quảng cáo, chứ không phải chỉ có mỗi là mới mở hay là mở lâu rồi, lúc nào cũng lên quảng cáo các bạn ạ. Bởi vì không quảng cáo thì đối thủ của mình quảng cáo thế thôi. Đối thủ của mình mà tốt như mình thôi thì nhiều người biết đến họ hơn mình thì là mình thua rồi. Cho nên mà các bạn không quảng cáo thì chúng ta sẽ nguy hiểm. Cảm ơn câu hỏi của Lương Kelly nhé. À, có câu hỏi gì không ta? Thì mọi người thấy ở bây giờ ở trên một cung đường thôi, vài trăm mét có một cái spa, vài trăm mét có một cái spa, thì mình không quảng cáo online mà cứ chờ khách đến thì rất là khó để có khách, và sớm muộn thì cũng sẽ dẹp tiệm sớm hơn. Có chữ dẹp ở đây nó hoang mang lắm rồi. Rồi một câu hỏi của bạn Minh Vũ em ơi. Anh ơi, ở quê chưa phát triển về spa, theo anh em nên đầu tư thế nào để có khách ạ? Đây, đã cho lên rồi. Tư vấn spa ở quê luôn. Ở quê chưa phát triển về spa thì có nghĩa là cái thị trường về spa ở quê ấy, rất là tiềm năng, nhiều người chưa biết đến và chưa có cái spa nào ở đó. Nếu mà mình mở cái spa ở đó thì là cái thị trường nó là thuộc về mình rồi. Bây giờ mình chỉ có việc là làm sao có cái sản phẩm dịch vụ tốt, mình quảng cáo marketing cho họ biết đến, thì 1.000 người ở cái thị trấn, ở cái thành phố đó họ chỉ biết đến mình thôi, thì là cái khách hàng đó của mình rồi, họ không có đi đâu hết. Nên là ở spa mà chưa có, ở quê mà chưa có spa mở rất là tiềm năng luôn. Không biết là nói như vậy có đúng không anh Nam? Đúng mà. Nếu mà không biết làm cách nào thì cứ liên hệ với anh. Tiếng là spa sẽ hỗ trợ em. Đúng không Xuân? Go spa sẽ tài trợ. Sắp tới thì đang chạy một cái dự án về đi spa ở tỉnh. Nếu mà anh chị nào mà có cái quan tâm về mình muốn mở spa ở phân khúc tầm trung mà có vốn đầu tư cũng nho nhỏ thôi, thì mình cũng nếu mà muốn biết thì cứ liên hệ với anh Nam. Nam là một cái chuyên gia tư vấn để set up spa nào cho nó hợp lý, hiệu quả đối với so với cái số vốn của mình bỏ ra, để mình kiếm tiền được từ nó. Sắp tới thì chia sẻ một chút, đó là sắp tới là mình đang hợp tác với cả Go Spa để triển khai cái một cái dự án, đó là làm 100 spa trên toàn quốc. Tức là đối tượng là những các bạn đang chuẩn bị mở spa, hoặc các bạn đang đã kinh doanh spa rồi nhưng mà mãi mà chúng ta không thấy có tiền đâu cả, chúng ta mãi mà chúng ta chưa có nhiều khách hàng, thì
hợp tác với cả Go Spa. Mình là leader của cái dự án này, thì cũng như là các bạn hợp tác với mình thôi. Thì đội ngũ của mình cùng đội ngũ của Go Spa cũng là một, cùng chung một đội ngũ, sẽ hỗ trợ các bạn là đào tạo cho các bạn các quy trình mà Go Spa đang hoạt động, làm thế là cái những cái quy trình mà đang tạo doanh thu cho các bạn đấy hàng tỷ đồng một tháng sẽ ốp vào cái spa của các bạn. Rồi là đội ngũ nhân sự của Go Spa sẽ xuống đào tạo về quy trình làm việc, quy trình tư vấn, chăm sóc khách hàng, tất cả mọi thứ marketing cho spa của các bạn. Đó, việc của các bạn đó là hợp tác với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng phát triển kinh doanh với nhau. Nếu mà bạn nào có nhu cầu thì sẽ liên hệ riêng về cái mục đó nhé. Mình là leader chính và Xuân sẽ là cái về spa. Rồi, cảm ơn cảm ơn bạn Minh Vũ đã hỏi nha. Giờ tiếp tục nào. Đây có một câu hỏi cũng rất hay này, Chamila này. Hiện em làm một mình, cũng muốn tuyển nhân sự thêm nhưng không có khách, sợ không có đủ tiền trả nhân viên. Giờ em phải làm sao để phát triển spa em mạnh hơn và nhiều khách hàng biết đến em hơn? Xuân có nghe rõ câu hỏi không Xuân ơi? Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị Trang. Nghĩa là hiện tại là mình đang là mở spa nhưng mà làm một mình. Thì không biết là cho Xuân hỏi là cái quy mô của spa mình là hiện tại là như thế nào? Và mình chuyên về những cái sản phẩm dịch vụ sao? Nếu mà mình làm một mình á, thì cũng đủ sống qua ngày thôi. Còn thực sự mà muốn đi sâu vào cái kinh doanh spa thì mình phải tuyển người về làm, mình không được làm. Mình tuyển người về để làm. Và mình phải kinh doanh thì phải bỏ tiền ra, chịu chấp nhận cái rủi ro. Chi phí của cơ hội một là mất, hai là mình sẽ được rất nhiều. Còn cái việc mà mình tìm kiếm khách hàng hay là làm sao để có khách hàng thì cứ quảng cáo và marketing. Liên hệ với anh Nam để có những cái chiến lược phù hợp đối với cái quy mô của mình. Các bạn cứ quảng cáo tung tóe lên. Đúng không Sơn? Quảng cáo tóe lên là đúng anh anh. Các bạn, nhưng cảm ơn câu trả lời của Xuân. Mình sẽ góp ý một chút về cái câu hỏi này. Câu hỏi của bạn Trang ấy cũng là câu hỏi chung của khá là nhiều các bạn đang đang kinh doanh spa. Thì cho nên là trong quá trình mình làm việc cũng như là trong thực tế của chúng ta thôi, mọi người có cái thắc mắc này rất là nhiều. Thì đúng như Xuân chia sẻ đấy, chúng ta nên chấp nhận rủi ro. Đó là gì? Một là được, hai là mất, chứ không lên để theo kiểu nhàng nhàng cứ một mình ngày qua ngày lọ qua ngày kia. Tuổi thanh xuân của chúng ta nó ngắn lắm, nó trôi qua đi mà nó không có cái gì đọng lại cả, thì các bạn mất thời gian, đúng không ạ? Các bạn đầu tư thời gian tuổi trẻ của mình cho cái công việc này nhưng mà cuối cùng nó cũng không tạo giá trị gì, rất mất thời gian, rất là mất đi nhiều cái cơ hội bên ngoài của các bạn. Thì cái này nó chi phí cơ hội nó quá lớn, nó không phải chỉ là tiền mà là cái thời gian của các bạn nó mới là cái thứ quan trọng. Cho nên là để rút ngắn thời gian đấy, để chúng ta có thể nhanh thành công hơn, thì tốt nhất là các bạn hãy đổi lấy cái thời gian, đúng không ạ? Các bạn chấp nhận rủi ro, các bạn có thể là đầu tư thêm để làm marketing, đầu tư thêm để học hỏi, đầu tư thêm để thực hiện những cái dự án hay là đẩy mạnh spa mình lên, đầu tư thêm cho hệ thống, cho con người, cho tất cả mọi thứ phát triển lên các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ có được cái biết đâu chúng ta có được những cái kết quả nó rất là tuyệt vời mà mình chưa thể nghĩ được đến, thì làm sao? Với cái vị trí như ở mình đã làm rất là nhiều spa rồi thì mình biết được rằng là làm như vậy được kết quả gì. Nhưng với các bạn, với cái thực tế là nó đang ít khách quá, nó đang doanh số quá là thấp rồi. Bây giờ mà ông bảo tôi đầu tư gần này tiền nữa thì tôi chắc là tôi chết, tôi không dám làm, đúng không ạ? Thực tế của các bạn là vậy. Như các lời khuyên của mình thôi, một người tư vấn, một người triển khai marketing cho các đơn vị khác, mình khuyên như vậy. Và cái thứ hai là Xuân là một người đã làm rất là hiện tại để so vào cái top spa làm ăn tốt, thì đó là một trong những cái hệ thống làm ăn cũng rất là tốt. Các bạn ấy đã chia sẻ như vậy rồi.
chẳng có cái lý do gì bây giờ mà người đã thành công người ta khuyên mình mà mình lại còn đi làm cả ngược lại nữa, thì cũng bó tay luôn, lại đi nghe theo lời bạn bè người thân của mình. Người ta không làm spa, người ta đang làm cái gì ấy, hoặc người ta không hiểu biết về ngành của mình, họ khuyên mình lại đi nghe người ta. Là thôi cứ bình tĩnh em, bình tĩnh làm từ từ, rồi kiểu gì cần cù là cái gì cũng có, nhưng mà cuối cùng không có đâu, mất thời gian lắm. Thì chúng ta hãy lên nghe theo lời của bạn Xuân, bạn ấy đã thành công được, bởi vì cũng chẳng phải là buổi nào mình cũng mời được các bạn ấy tham gia đâu các bạn ạ. Người ta phải bận bịu rất là nhiều việc, hôm nay là rất là bạn ấy đang đi gặp gỡ đối tác bên ngoài, thì mình có gọi bạn ấy về để live stream cùng chúng ta đấy. Rồi, cảm ơn câu trả lời của Xuân nhé, câu và câu hỏi của Trang Milan rất là hay. Nhà mình thả tim ủng hộ bạn Xuân chút nào. Cảm ơn bạn ấy vì sự nhiệt tình của bạn ấy. Chẳng có mấy người mà đi chia sẻ bí quyết kinh doanh của người ta đâu các bạn. Muốn đang tự làm như vậy á, mà để mà mình không có chưa dám bứt phá ra thì mình biết vẫn tiếp tục đi làm những cái công việc khác để vừa kiếm thu nhập, và nhưng mà quan trọng hơn là mình sẽ đầu tư cho cái việc mà mình đi học về kinh doanh. Mình đi học về kinh doanh. Khi mà mình hiểu về cái việc kinh doanh rồi thì lúc đó mình sẽ có đầy đủ kiến thức hơn, đầy đủ thông tin, và mình sẽ tự tin ra cái quyết định có làm hay không. Còn khi mà mình chưa có được cái kinh nghiệm và mình đang sợ sệt thì mình lúc đó mình chưa có tích lũy đủ cái tự tin của mình, thì lúc đó mình làm cái gì có cho dù một người khác có đề nghị mình hợp tác hay như thế nào đó, mình cũng không đủ tự tin để mình nắm bắt cái cơ hội đâu. Chính xác. lên đi học nha các bạn nha. Lên đi học. Rồi các bạn ơi, mình có câu hỏi gì thì hãy tiếp tục đặt câu hỏi nhé. Đây rồi, em ơi, Sơn ơi. Anh Nguyễn hỏi là hợp tác với Go Spa thì cần các yếu tố gì khi mà spa bên mình đang có sẵn rồi? Thì là hôm nay mình có ngồi với anh Nam và một số anh em ở trong cái công ty mình để bàn về cái câu chuyện mà hợp tác. Những cái yếu tố thì cũng ra được một vài cái tiêu chí rồi. Thế là bên mình sẽ vận hành cái hệ thống đằng sau, làm sao để có khách hàng đến, làm sao cái vận hành cái hệ thống marketing, vận hành cái hệ thống chăm sóc khách hàng và đào tạo nhân sự, làm theo cái quy trình mà bên mình đang có sẵn, đang thực hiện rất là tốt rồi, thì mình sẽ áp dụng vào cái spa và cái cơ sở của chị đang có sẵn hiện tại. Chỉ cần một yếu tố là mình sẽ mang cái thương hiệu, mang cái thương hiệu của Go Spa tại cái spa của mình. Thì bên mình sẽ hỗ trợ vận hành tất cả luôn. Về cơ bản là khách hàng, những cái khách hàng mà có thể hợp tác với cả đội ngũ của mình là ai? Đó là những người đang có spa rồi, đã đầu tư spa rồi nhưng không làm ăn được, và trên đà đóng cửa, hoặc là đã rất lâu rồi không kinh doanh được. Thì những người đó thì họ sẽ sẵn sàng, họ đổi tên là lấy cái tên đó là Go Spa, và hàng tháng thì họ không có tiền hoặc có rất ít tiền, thì đội ngũ của mình sẽ áp dụng những cái quy trình của bên mình đang làm, để bên Go Spa đang làm rất là thành công, thì hệ thống quy trình đó sẽ ốp vào spa của các bạn và sẽ giúp cho các bạn là sẽ có được nhiều tài chính hơn, nhiều doanh số hơn và có nhiều tiền đúc túi hàng tháng hơn. Thế thôi, cái yếu tố gì thì mình sẽ trả lời thêm cho Xuân. Đó là gì? Một yếu tố đầu tiên đó là về con người phải có, đầu tiên đó là có một cái tầm nhìn, đó là sẽ có được cái sự hợp tác, có sự hợp tác, có một cái tầm nhìn là muốn phát triển lớn. Còn các bạn chỉ muốn là làm một cái spa nhỏ thôi và
có tiền mua rau mua cháo qua ngày hàng ngày thôi thì nó sẽ không phù hợp với bên mình. Phải có một cái tầm nhìn lớn là tôi muốn bứt phá lên, tôi muốn doanh số nó phải tăng nhiều lần hơn, doanh số tăng nhiều lần hơn. Và tôi phải, cái thứ hai là đó là cái người mà phải có được cái chữ tín, tức là phải có tính trách nhiệm trong công việc hợp tác với bên mình rồi thì bên mình sẽ đào tạo toàn bộ quy trình, thì cái người đó phải có cái tính trách nhiệm là phải vận hành, phải quản lý được cái quy trình đó để ra được cái hiệu quả. Tối thiểu bên mình là đóng góp sẽ là 80% công sức vào đó, còn bên các bạn chỉ cần 20% là quản lý cái hệ thống mà bên mình đang vận hành thôi, thì là chúng ta sẽ tạo ra được cái mức doanh số mà chúng ta đang kỳ vọng và mong muốn. Còn cái thứ ba nữa đó là điều kiện về tài chính, là các bạn không cần phải đầu tư và mua ngay từ ban đầu là mất bao nhiêu tiền, vài trăm triệu, 400-500 triệu, hoặc là thậm chí là vài chục ngàn đô để lấy cái thương hiệu Go Spa. Với cái giá trị hiện tại của Go Spa thì một cái chi nhánh nhượng quyền thì nó có thể lên đến khoảng tầm 22 tỷ một cơ sở tiếp theo để các bạn mua, các bạn đầu tư. Nhưng với dự án này thì khoảng tầm 5 spa đầu tiên hợp tác với bên mình thì không cần phải, bên mình sẽ đầu tư cái số tiền đó vào các bạn luôn, tức là các bạn không cần phải đầu tư 2 tỷ đó. Và việc của các bạn chỉ cần là chuẩn bị sẵn một khoản tiền để làm marketing, vài chục triệu để làm marketing, để bên mình đẩy cho các bạn phát triển trở nên là thành gần như là top đầu trong cái thị trường các bạn đang kinh doanh và chiếm lĩnh thật nhiều khách hàng trong cái thị trường đó với cái tên Go Spa nha các bạn nhé. Đó, cái thứ nhất đó là phải có tầm nhìn, cái thứ hai là các bạn phải có tính trách nhiệm cao, và cái thứ ba thì đó là chúng ta phải có một chút ít tài chính, chứ các bạn không cần nhiều nhé. 5 spa đầu tiên thì đội ngũ của bên mình sẽ hỗ trợ các bạn những điều đó. Còn ở những cái spa thứ 6 trở đi thì mỗi một cái thì họ muốn sử dụng cái tên Go Spa thì họ sẽ phải mất rất là nhiều tiền để họ có thể làm được điều đó. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn nhé. Các bạn có sẵn cơ sở vật chất rồi thì các bạn chỉ cần ốp cái quy trình của bên mình vào là chiến đấu được thôi. Nếu mà các bạn có mong muốn tìm hiểu thêm, các bạn mong muốn có được một cái sự phát triển bền vững hơn, có một cái tầm nhìn dài hạn hơn, thì các bạn cứ liên hệ với Lam nhé, inbox với cả Lam, thì chúng ta, Lam sẽ chia sẻ cho các bạn thêm về cái cách thức hợp tác, rồi về thêm rất là nhiều những cái thông tin khác về cái việc hợp tác này. Tất nhiên thì các bạn có thể đánh giá sơ bộ qua thôi, làm việc với cả đội ngũ của mình thì có được hay không được, đúng không? Các bạn có mất cái điều gì hay không thì các bạn có thể đánh giá sơ bộ qua. Còn cái được lợi với các bạn là gì, các bạn cũng có thể nhìn thấy được rồi, đúng không? Là những người mà họ đang kinh doanh rất là tốt, đang kinh doanh khá là thành công rồi, thúc đẩy các bạn đằng sau, các bạn sẽ yên tâm hơn rất là nhiều, và các bạn có nhiều doanh số, có nhiều tiền trong túi hàng tháng hơn, các bạn có nhiều thời gian để đi chơi hơn, có nhiều tiền để đi mua sắm, mua những thứ các bạn thích, nói chung là các bạn sẽ rất là sướng. Cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn nha. Trang Mila, em muốn hợp tác với hai anh được không ạ? Em thật sự muốn phát triển, mở rộng nhiều hơn nữa. Đó, Trang vừa nghe chia sẻ của anh rồi. Nếu mà cảm thấy phù hợp thì inbox với anh. Còn nếu mình cảm thấy không phải là cái người mà bên anh đang tìm kiếm thì chúng ta sẽ đợi cơ hội sau. Còn nếu mà em đủ yếu tố về trách nhiệm này, em đủ yếu tố về tầm nhìn này, và em đang có một khoản tài chính nhỏ nhỏ để em có thể marketing phát triển spa của em lên, thì liên hệ với anh. Anh cùng anh Xuân đây, và đằng sau anh Xuân là rất là nhiều anh em nữa của Go Spa, họ cực kỳ là giỏi và họ sẽ giúp được cho em phát triển lên. Phương My, nếu hợp tác như vậy thì vốn nhiều không bạn? Chia sẻ với các bạn là 5 cái spa đầu tiên thì gần như là vốn, các bạn cũng chả gọi là vốn, các bạn chuẩn bị cho cái đầu tư cho cơ sở của các bạn thôi, chứ cũng chả có cái gì đâu. Mình cũng đang làm nhé, mình đang triển khai marketing cho một hệ thống chuỗi nhượng quyền ở ngoài Bắc. Để một cơ sở nhượng quyền của họ thì cái số tiền mua nhượng quyền, mua cái tên logo của họ, mua cái tên thương hiệu của họ là 35.000 đô các bạn nhé. Tính ra thì khoảng tầm là 700, sơ sơ đó là khoảng tầm 700 triệu, sơ sơ vậy thôi, chứ còn giá đô là 23.000 thì nó phải tầm là
trên 700 đó, đó 35 ngàn trên 700 hay là bao nhiêu? Đúng không? Đó không phải 7 tỷ mấy chứ, đúng không? Nói chung giá trị rất là cao các bạn, giá trị cực kỳ cao, và để đầu tư cái cơ sở vật chất thêm vào đấy nữa thì nó rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 tỷ nữa. Thế mình đang triển khai marketing cho cái hệ thống đó, thì mình biết còn đâu, còn cái hệ thống nhỏ này là mình cùng đội ngũ GoSpa phát triển lên, và những người hợp tác với bên mình gần như là chả phải lo lắng cái điều gì, sướng cực mực, quá sướng luôn đấy ngoài trường, đúng không Xuân? Đúng rồi. Chamila, em sẽ inbox anh nhé. Ok Trang nha, rất vui nếu mà đội ngũ của anh có thể giúp đỡ được em. Mai Nhung, alo bạn, chỉ tôi cách kinh doanh spa nhỏ. Mai Nhung xem lại live stream nha bạn nhé. Từ đầu live stream đến giờ cả tiếng đồng hồ rồi. Giờ các bạn mới hỏi lại câu hỏi từ đầu ấy thì hơi khó. Anh Nguyễn, bạn nam inbox tư vấn cụ thể cho mình để tham khảo hợp tác nhé. Anh Nguyễn ở đâu nhờ anh Nguyễn ơi? Anh Nguyễn ở đâu vậy? Hương Sít. À Xuân ơi, có một câu hỏi này rất là hay này. Spa mình có vốn đầu tư ban đầu là 350 triệu. Có 4 nhân sự. Dịch vụ bên mình chủ yếu chuyên về chăm sóc da, chải lông, tắm trắng. Hàng tháng doanh thu dao động từ lớn phết đấy, 30 đến 40 triệu, chưa trừ chi phí trả lương nhân viên, tiền nhà. Mỗi tháng mình chỉ chạy quảng cáo 1 triệu, 1 triệu 5, nhưng hiệu quả không cao. Số lượng khách hàng qua quảng cáo không nhiều mà chỉ qua giới thiệu, tư vấn giúp mình gói quảng cáo và marketing phù hợp với quy mô của mình sao cho hiệu quả nhất. cái này thì sẽ để anh chia sẻ cho nó phù hợp. Thứ nhất là doanh thu 3 đến 40 triệu một tháng thì thứ nhất là nó đang bị nhỏ quá. Cái thứ hai là số tiền đầu tư 1 triệu đến 1 triệu 5 nhưng hiệu quả không cao thì chắc chắn là 1000% là không có hiệu quả luôn, chứ không nói là cao. Bởi vì sao? Các bạn có thể nhìn thấy hệ thống của Xuân một tháng, một ngày đang chạy vài chục triệu tiền quảng cáo một ngày ấy, mà còn đang cạnh tranh cực kỳ gay gắt hơn các hệ thống khác. Tỷ lệ ra còn tính ra vẫn còn chưa cao các bạn, hàng vài chục triệu một ngày, trong khi chúng ta là 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một tháng thì gần như chúng ta không có một tí tên tuổi gì để ông Facebook ông ưu ái chúng ta cả. Các bạn hiểu như thế này này, Facebook họ cũng là người các bạn nhé, Facebook cũng là người. Thì bởi vì đằng sau cái thằng Facebook thì là con người vận hành mà. Thì bây giờ hàng tháng đội ngũ này đang trả 1 tỷ, đang trả 1 tỷ cho Facebook, và bạn chỉ trả 1 triệu rưỡi thôi. Thì theo bạn là Facebook sẽ chơi với ai? Facebook sẽ thích ai hơn, yêu quý ai hơn? Đúng không? Thì họ sẽ yêu quý cái người mà trả nhiều tiền cho Facebook hơn. Thì họ sẽ đưa cái bài quảng cáo đó đến thật nhiều khách hàng, và làm thế nào cho thật càng hiệu quả càng tốt, để tháng sau cái thằng 1 tỷ này nó lại trả cho tôi tiếp tục là 1 tỷ hoặc nhiều hơn. Thì việc của chúng ta đó là gì? Ngân sách nó, chúng ta chưa có nhiều điều kiện, chúng ta chưa có nhiều điều kiện quá, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải có tối thiểu khoảng tầm là 1-20 triệu một tháng để cho nó ra một tí xíu gọi là kết quả, chúng ta nhìn thấy được cái hiệu quả. Chứ còn 1 triệu đến 1 triệu 5 thì nó bé quá, chắc chắn là không bao giờ ra được hiệu quả đâu. Bạn gì nhỉ? Quên mất rồi. Thấp như vậy thì sẽ không hiệu quả được đâu bạn. Mình quên mất tên của bạn ấy rồi. Thì cái gói hợp lý cho bạn, nếu mà bạn muốn triển khai ấy, thì thứ nhất thì bạn inbox cho Nam nhé, và đội ngũ của bên mình sẽ chia sẻ cho bạn xem là làm thế nào để bạn có thể có được cái phương án phát triển tốt nhất. Tôn Ly Đe, số đây có cơ sở nào ở
ở bên nào đây? Phú Nhuận chưa? Spa mình đầu tư 350 triệu, còn hơn 100 triệu trong tay, nhưng đang chưa biết làm gì này Xuân ơi. Spa mới mở đầu nửa tháng, không biết mình hợp tác được không nhỉ? Spa mình ở Phú Nhuận. Xuân trả lời câu hỏi Xuân ơi. À, cảm ơn câu hỏi của anh. Cái này thì cái anh sẽ liên hệ với anh Nam, sẽ có những chiến lược kinh doanh, cái chiến lược marketing nó hiệu quả nhất. Còn bên Go Spa của mình thì sẽ tập trung để phát triển hệ thống ở tỉnh là chủ yếu. Ở Sài Gòn thì mình đã có tiếc quá. Sài Gòn thì Sài Gòn này dừng mất rồi. Hoặc là anh em mình có thể là hôm nào gặp gỡ giao lưu chia sẻ bí quyết kinh nghiệm. Đó, rất là tuyệt vời. Cảm ơn đề xuất của anh Tôn Ly đi. B. Về dự án này thì đang phát triển ở ngoài Sài Gòn, Hà Nội thì cũng chưa làm các bạn ạ. Cứ tính từ Vinh đi ngược vào, tính từ Vinh đi ngược vào thì là trong tầm nhìn khoảng tầm 1,5 năm tới thì là đội ngũ của mình sẽ phát triển ở khu vực đó trước. Còn ở miền Bắc thì sau khi đã phổ hết ở miền Nam thì bắt đầu mới đi ra miền Bắc. Rồi, Jun Hoa Phun Thêu này. Sau đây có muốn sang Hàn Quốc không Xuân? Rất muốn. Jun Hoa Phun Thêu này, anh ơi có chương trình nào hay hợp tác nào dành cho người nước ngoài không anh? Em hiện đang làm spa ở Hàn Quốc, muốn hợp tác để phát triển, anh có ý giúp em? Hàn Quốc, Jun Hoa như hôm trước có nói chuyện với anh rồi đúng không? Tí nữa inbox riêng với anh nha Jun Hoa nhá. Hàn Quốc thì thực ra là về cái cơ chế marketing, anh cái thời điểm mà khi mà anh bắt đầu nhảy vào cái ngành spa nhà marketing ấy, thì anh hay đọc những cái tài liệu của Hàn Quốc này, của Nhật Bản này, của Brazil này, của Dubai này, đó là những cái nước mà Mỹ đó, Đức, đó là những cái nước mà anh hay đọc những cái tài liệu của họ, những cái trang trên Google ấy, về dịch cái ngôn ngữ của họ ra cho mình đọc làm sao để kinh doanh về marketing, thì anh tổng hợp lại thấy rằng gần như là nó giống giống nhau về phương pháp marketing, nó chỉ khác nhau yếu tố thị trường thôi. Thì nếu có thể hợp tác được thì em chỉ cần chia sẻ cho anh về yếu tố thị trường bên đó như thế nào, để đội ngũ của bên anh sẽ có những cái chiến lược marketing nó phù hợp nhất. Thì tất cả những cái này thì tí nữa inbox nhé Jun Hoan nhé. Nguyễn Ngọc à. sao Xuân, cái thị trường Hàn Quốc là về thẩm mỹ hay là làm đẹp nó quá phát triển rồi, bây giờ mình nhảy vào Hàn Quốc thì nó rất là khó khăn, mình đi tìm những cái thị trường tiềm năng để mình làm. Có bạn chia sẻ của bạn Nguyễn Ngọc này, mình nói thật spa phát triển mạnh, thu nhập cao không hẳn dựa vào marketing đâu ạ. Muốn thu nhập cao, khách hàng lừa được thì các dịch vụ phải tốt, sản phẩm chuẩn, kiến thức điều trị phải giỏi, chứ nói hay mà cày dở thì khách nó tự bỏ hết. Cái đấy thì đúng rồi. Đó đúng rồi. Chính xác luôn. Bạn nói quá đúng luôn. Cảm ơn Nguyễn Ngọc nhé. Sản phẩm dở thì có marketing thì cũng không có sai đâu. Cũng vứt. Cái này chuẩn luôn, nhưng mà ở ngoài kia nó có hàng nghìn cái spa, nó đang có sản phẩm tốt, dịch vụ tốt bạn Ngọc ạ. Có hàng chục nghìn cái như vậy, nhưng mỗi tội là nó không biết nói hay thôi và không kinh doanh được, thì mới cần đến marketing. Nhưng mà cái câu chuyện đã là marketing rồi mà sản phẩm đẻo thì nó làm gì khác gì là đi bán thuốc giả, đúng không? Đến một ngày nào đó thì cũng chết thôi, đi bán thuốc giả, ông thư giả đấy, đến một ngày nào đó cũng chết. Nhưng nếu thuốc thật thì chẳng bao giờ chết cả. Bạn có theo dõi gần đây không? Ở VN Pharma đấy đã bị phát hiện cái vụ mà bán thuốc ung thư giả. Thì cái gì mà đẻo giả mà chúng ta marketing nó thì thôi đứt rồi. Còn cái bài toán ở đây đó là mọi thứ nó phải tốt rồi.
Cảm ơn góp ý của Nguyễn Ngọc nha. Đúng rồi đấy. Ngọc nha. Đúng rồi đấy. Cho Xuân xử lý xử lý ca này nhá. Có bạn Mai Thị Đoàn này: anh ơi, ở quê em mà toàn spa toàn dùng kem tàu, mình về mở dùng hàng, dù là Xuân thì giá cả trên khá nhiều mà khách thì không hiểu rõ làm thế nào để đông khách mà khách không kêu đắt ạ. Anh ơi, em mà toàn spa. Xuân nghe rõ câu hỏi cho Xuân đây. Khi mà mình mở spa, mình bán cái sản phẩm nó sau cùng luôn á, mình bán cái con người, cái việc chăm sóc phục vụ ở đó đầu tiên, họ tin tưởng về cái bối cảnh ở cái spa mình rồi, tin vào những cái bằng chứng mà mình đã làm cho khách hàng rồi, thì việc mà mình bán sản phẩm có đắt hay là rẻ nó là cái yếu tố sau cùng. Khi người ta muốn thì người ta bao nhiêu tiền người ta cũng chi thôi. Chứ còn mình đi cạnh tranh về giá này, mình định cạnh tranh về về sản phẩm, mình lại mang đồ tàu về để mình làm cho khách hàng của mình nữa thì chắc chắn là không bao giờ bền. Và chưa kể là đến cái đạo đức kinh doanh rồi là luật nhân quả các thứ, nó không bền được đâu. Mai Thị Đoàn ạ. À, Đoàn Thị Mai. Cái spa có cái giá cao cao cấp này kia, khách hàng vẫn chọn ở cái tầm nào thì có sẽ có khách hàng ở tầm đó thôi. Đúng rồi. Cảm ơn câu hỏi của bạn Đoàn Thị Mai. Và cảm ơn câu trả lời của Xuân nhé. À, có một đời Hải Phòng nữa này em này. Thì anh có dự định hợp tác hay mở rộng về Hải Phòng không ạ? Em đang có ý định về Hải Phòng và đang muốn tìm đối tác. Hải Phòng có hơi bị xa không nhỉ? Huệ Phạm đã đang kinh doanh chưa Huệ Phạm ơi? Đang làm spa ở đâu chưa? Chia sẻ lại với các bạn nhé, ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội thì mình có tổ chức một cái chương trình dành cho 200 chủ spa, dành cho 200 chủ spa ở miền Bắc các bạn nhé. Chia sẻ về kinh doanh, chia sẻ về marketing, làm sao để đông khách hơn, làm thế nào để khách đến với cả spa chúng ta nhiều hơn và bền hơn, làm sao để khách đến rồi mà chúng ta bán được ra tiền, ra doanh số cho khách hàng, và làm thế nào để khách hàng họ quay lại, họ quay lại với cả chúng ta nhiều hơn, nhiều lần hơn, và chúng ta có được một đội ngũ nhân sự gắn bó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thì chúng ta hãy tham dự cái chương trình ngày 26 tháng 9 đó. Nếu các bạn muốn tham dự thì comment ở đây và tôi đăng ký, thì bên mình sẽ gửi cái đường link đăng ký cho các bạn nhé. Giờ cũng muộn rồi nhờ Xuân ơi. Vâng. Khả năng anh em mình phải dừng livestream tại đây và hẹn mọi người ở livestream sau thôi. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn Xuân đã tham gia live stream và chia sẻ cho mọi người nhé. Dành thời gian quý giá của mình cả một buổi tối. Sẽ có những cái buổi chia sẻ tiếp theo. Em ơi, đại gia Tuấn Tiền Tỷ nhảy vào này. Chất lượng sản phẩm mà kém tàu thì chỉ trước mắt, mà kem tàu thì chỉ trước mắt. Có hàng chính hãng giá cao, có cao hơn nhưng một thời gian khách hàng cảm nhận được sau này sẽ đông lượng khách hàng hơn, quay lại hơn. Lại một đại gia nữa chia sẻ cho Mai Thị Đoàn.
anh này anh còn khủng khiếp hơn. Anh Tuấn mà anh chia sẻ một Tuấn Nguyễn. Nhiều hệ thống spa. Nhiều hệ thống spa rồi có công ty chuyên về bán máy thì biết là thẩm mỹ. Hôm sau phải mời anh Tuấn tham dự livestream, đây gọi là Tuấn tiền tỷ. Cũng là một trong những anh em lòng cốt của dự án Go Spa, 100 Go Spa toàn Việt Nam. Tuấn tiền tỷ nha các bạn nha. Cảm ơn chia sẻ của bạn Tuấn Nguyễn nha. Nhưng bạn tham dự có vẻ là hơi bị muộn một chút. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia livestream đến giờ này cùng Nam và Xuân. Chúc các bạn có được những cái kinh nghiệm thực tế có thể áp dụng vào spa của mình. Và rất là vui khi mà được gặp các bạn ở trong chương trình ngày 26 tháng 9 và ở các livestream sau của mình. Nam sẽ mời nhiều hơn nữa những người bạn của Nam, những người chủ spa đang kinh doanh khá là thành công, thậm chí có những người gọi là thành công rồi, vào đây để chia sẻ cho chúng ta nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Rồi, xin chào cả nhà nhé và chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn Xuân nhá. Anh sẽ kết thúc livestream tại đây.